hãy giang tay đón nhận ta, cu ru ru mà hãy hát cùng ta, hãy hát lên lời âm lu hòa bình chân lý. Bay lên, bay lên, bay cao hơn, bay xa hơn, hỡi những thiên thần âm nhạc. Bay lên, bay lên, bay cao hơn, bay xa hơn, ca sĩ nhân gian. Hỡi những ca sĩ, hát lên đi những bài ca nhân gian đau thương, hay ôm cùng ta tình yêu thương đầy thiêng liêng cùng vẻ đẹp tên kia. Những nghệ sĩ hãy giang tay đón nhận ta, cu ru ru mà hãy hát cùng ta, hãy hát lên lời âm lu hòa bình chân lý. Bay lên, bay lên, bay cao hơn, bay xa hơn, hỡi những thiên thần âm nhạc. Bay lên, bay lên, bay cao hơn, bay xa hơn, ca sĩ nhân gian. Hỡi những ca sĩ, hát lên đi những bài ca nhân gian đau thương, hãy ôm cùng ta tình yêu thương đầy thiêng liêng cùng vẻ đẹp tình kia. Ta mong đợi mọi người đến đời cao nhất của càng khôn, hãy dâng chúng dân tiếng hát. Bay lên, bay lên, bay cao hơn, bay xa hơn, hỡi những thiên thần âm nhạc. Bay lên, bay lên, bay cao hơn, bay xa hơn, ca sĩ nhân gian. Bay lên, bay lên, bay cao hơn, bay xa hơn, hỡi những thiên thần âm nhạc. Bay lên, bay lên, bay cao hơn, bay xa hơn, ca sĩ nhân gian. Chào nghệ thuật bên trong quý vị. Ngày nay quý vị gắng chăm chỉ thiền nhiều hơn tốt cho mình, vậy đó. Thiền, thiền, thiền và thiền, thiền, thiền. Giống như tập thơ sư phụ hồi xưa. Hồi xưa sư phụ cứ thiền gọi là bệnh thiền á. Đi đâu chỗ nào cũng đông người, công viên, máy bay, rồi cái gì ở trên máy bay, ở phi trường, chạm xe buýt, chạm xe lửa, trong rừng, trong suối, trong am, trong gì cũng, nhưng mà trong đầu luôn lúc nào cũng người yêu cả. Chỉ có cái vẻ bên ngoài thôi, tại vì tự mình gạt mình á, thấy chưa? Nhưng mà đi đâu cũng kiểu này,
Còn có khi làm bộ gì nữa chứ. Ngồi nổi. Bệnh thiền mà. Sau này sư phụ cho mình là một người bệnh thiền, khỏi thiên hạ cho, mình tự cho luôn cho nó chắc. Tự mình lấy gương chiếu yêu, tự mình chiếu cho mình luôn, thấy không? Cho nên con người thường thường là tu hành ở ngoài đó, họ tu kiểu cứ vẽ, mà vẽ ngồi thiền kiểu này như vậy tốt vậy đó, như kia mới là không. Họ gọi là kêu bằng gì, tự cho họ gọi là tu hành tốt như vậy, tự phải ngồi thiền như vậy mới là đúng ha. Rồi tôi là một bậc tu hành, tôi là người tu hành kiểu này, bắt đầu họ đem cái đó ra để so đo, họ đem cái đó ra để gì, để phân tách, đem cái đó ra để áp dụng cho họ. Còn họ đặt họ vào trong một cái khuôn, họ khóa lại. Quý vị hiểu không? Rồi cái họ nghĩ rằng là à, mình tu như vậy đúng đây. Tâm họ không có cởi mở, nhưng mà bên trong của họ đầy dẫy những sự gọi là gì, rắc rối, gọi là phiền não, mà tự mình gọi là gì đó, tự mình che giấu với mình á, tự mình gọi là gạt gẫm mình đó. Quý vị hiểu chưa? Bởi vì cái này ta có đi qua rồi. Ta sư phụ tự thú. Sư phụ có đi qua cái con đường này rồi. Rồi sư phụ đi khắp mọi nơi mà, đi tham gia với tất cả một chỗ chùa, rồi hội thiền định, rồi trung tâm thiền của tất cả mọi nơi, cứ thiền mà. Người ta tu cũng giống cái pháp này, mà ta cũng thiền, người ta cũng mở thiền tắt, rồi thực thiền dữ lắm, rồi cứ tối ngày cứ che giấu mình đó. Trời, có nhiều người còn khổ, cũng giống sư phụ như ngồi kiểu này nè, mà sư phụ biết nó. Trời ơi, hôm qua ta đang nói chuyện với nó, kêu bằng là cái gì, nó đang thất tình. Thất tình còn hơn cứ sư phụ nữa. Nó bị bò đá. Mà đến trung tâm thiền rồi cái đầu ha, đi đâu cũng kiểu này nè, ngồi im lặng rồi bắt ăn đồ tùm, gọi là đầy hết rồi. Nhưng mà trong tâm vô cùng phiền não. Rồi có người còn khổ hơn nữa, có người bao nhiêu việc trong đó rồi bắt đầu là nó thiền kiểu này á, mà nó thấy người nào, nó thấy người kia thiền là thiền gì đó mà dở bẹt, mặt thấy đen thui. Nói vậy đó, còn chê người ta nữa chứ, nhìn ta mặt thấy đen thui à, không sáng gì hết à. À, quý vị thấy chưa, mặt đen thui à, không sáng gì hết trơn. Còn á, trời ơi, ảnh sư phụ thấy anh thất tình, mới đâu 2-3 ngày trước ảnh còn tâm sự với sư phụ rằng là gì, tôi yêu một người tự nhiên nó bỏ tôi lấy thằng khác. Mà bây giờ dĩ nhiên rồi, sao mà 2-3 ngày mà hết được. Sư phụ cũng mắc cười, sư phụ cũng im, cũng nhìn anh ta nói, mày cũng giống như tao thôi. Hồi cái sư phụ nói, con lợn mà nó chê con heo. Quý vị hiểu sư phụ nói không? Còn có người bao nhiêu sự phiền não đủ thứ, chăm bề rồi vợ con, rồi gia đình, rồi nghe là học hành, rồi bao nhiêu trăm việc mà họ cứ đi chê người kia. Họ nhìn người này nó ở cái mặt cô không được sáng, mặt cô tối ôm mà, thiếu thiền. Thì sư phụ biết họ cũng thiền dữ lắm, ngồi thiền được kinh khủng lắm rồi, thấy chưa? Rồi tạo ra cho mình một cái nhóm gọi là lúc nào cũng đi cộng tu ngon lành, lúc nào cũng thiền tốt lắm rồi, ngồi lúc nào cũng kiểu này. Còn con chỉ người ta chứ phải ngồi xếp bằng gì nghe chứ, ngồi phải để tay như là Phật vậy đó. Quý vị thấy chưa? Nhưng mà trong đầu luôn luôn lúc nào cũng bao nhiêu sự phiền não, bởi vì sư thượng đế đã đưa sư phụ đi cái vai trò này rồi, ta học rồi. Ngày xưa sư phụ không biết, nhưng mà bây giờ
Lúc khai ngộ rồi mới biết rằng thì ra Thượng Đế muốn mình đi vô cái vai trò này để cho mình hiểu, hiểu chúng sanh. Sau này nhìn nhìn người nào mà có cái dây, có cái chuyện này là biết là bệnh thiền. Rồi tự mình che giấu cái lỗi lầm của mình và tự mình nói rằng là mình tốt, mình thiền giỏi, mình thiền tốt, mình tu giỏi, đẳng cấp mình cao lắm. Tôi là thánh nhân đây, tôi là Bắc Thối Bồ Tát đây, nhìn anh là biết rằng cái mặt đen thui. Nhưng mà trong lòng của mình thì nói gì tối ôm mà mình tự che lại. Bởi vì hiểu chưa? Mình tự che giấu những cái lỗi lầm của mình. Rồi mình kêu rằng là gì? Khoe khoang rằng là mình tu rất là tốt, rất là giỏi, mình tu như vậy, mình chê người kia. Cuối cùng lại mình không có chịu chê mình, không kiểm soát lấy mình. Quý vị hiểu chưa? Là vậy. Cho nên tại sao Lục Tổ Huệ Năng có một người hỏi ngài: "Ngài thiền ngài thấy cái gì?" Ngài gọi là bất thình lình tát người kia. Rồi cái bắt đầu ngài mới hỏi: "Có đau không?" Người kia bắt đầu: "Bệnh thiền mà đau nhưng mà không đau." Giống như dùng cái câu kinh điển mà: "Sắc bất dị không, không bất dị sắc, mà nam như nữ, nữ như nam, mà tiền của mình như tiền của người người ta, mà ai đến lấy thì chém giết liền đó." Quý vị hiểu chưa? Rồi bắt đầu là cái gì? Kêu bằng là gọi là sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức dị không, cứ nói thao thao thiên thiên vậy đó. Nhưng mà gì? Bộ của mình mà bị người ta đi theo người ta là bắt đầu ở đây tức giận, thù hằn hay là như thế nào đó vân vân. Quý vị thấy chưa? Bởi vì tự mình che giấu những sự lỗi lầm của mình, tự mình gọi là không biết cảnh tỉnh mình đó, mình tự nó vững cho mình đó, giỏi, toàn là cái ngã chấp, toàn là cái gì, cái trí thức này, cái đầu óc này, nó gì, nó làm cho con người của mình vô cùng khổ nạn, mà mình tự che giấu mình không có nói ra. Quý vị hiểu ha? Bởi vì sư phụ biết, tại lúc đó ta cũng giống như họ thôi. Bởi vì mà sư phụ kêu bằng là không nói ra gì hết. Sư phụ không có nói nhưng mà cũng cứ tiếp tục thiền, cố gắng thiền, là bởi vì trong đầu có một cô Ấn Độ. Có một người đẹp trong đầu á, hiểu chưa? Nhưng mà không nói ra, không phải là che, kêu bằng là cũng là che giấu, nhưng mà cái sự che giấu của sư phụ là tự mình gọi là không muốn nói ra cho người nào cả, hiểu chưa? Tự mình gọi là đè nén trong lòng của mình đó, đè nén ở trong đó, rồi tự mình lấy cái viết ra rồi ghi xuống. Cho nên quý vị mới có hồi ký là vậy đó. Thế là quý vị bây giờ coi cái đó là một gọi là tập thơ, hiểu chưa? Thơ gì đó, thơ tự do. Sư phụ mới nghe mấy ông sư và sư phụ nói Phật, sư phụ ở đây là thơ tự do, có phải gì không? Phải tự do không? Thì con người chúng ta tu hành luôn luôn lúc nào cũng gì cũng bị cái ngã chấp ngã mạn này, bị cái đầu óc này nó xâm chiếm mình, bị cái màn vô minh này nó xâm chiếm mình. Tuy rằng mình có tu, nếu mình không biết khiêm nhường, không biết gì gọi là nhắc nhở mình thì mình không có gì cả. Giống như Lục Tổ Huệ Năng, ngài tát anh kia bất thình lình, anh kia hỏi tát anh kia, rồi xong hỏi có đau không, anh kia nói đau nhưng mà không đau. Bởi vì dùng cái câu chỉ là bắt chước người ta thôi, kinh điển thôi, vì vậy chứ. Nhưng ngài nói rằng là thì cũng giống như vậy, tôi thiền tôi gì, tôi không thấy gì cả, nhưng mà tôi chỉ thấy cái bên trong của mình, của bản thân tôi mà thôi. Tôi thiền tôi chỉ thấy cái khuyết điểm của tôi mà thôi, để tôi sửa nó. Quý vị hiểu sư phụ nói không? Là vậy. Cho nên mình tu hành, mình thiền, mình phải khiêm nhường. Luôn luôn lúc nào mình tu hành mình cũng khiêm nhường cả. Còn bằng không cái ngã chấp này nó sẽ gọi là làm cho mình khổ nạn. Cái ngã chấp này nó sẽ gì? Nó cuột chói mình. Ngã chấp này nó sẽ gì? Nó sẽ hành hạ mình. Nó nghĩ mình tốt lắm. Quý vị hiểu không? Giống như quý vị thấy nhiều người nhà giàu đó, nợ nặng cho một đống,
mà đi ra ngoài thì đeo đủ thứ hết. Vàng dòng đeo khắp mọi nơi, trời ơi, tay chân vàng dòng bông đầy đầy cổ hết trơn á. Mà gì? Đi ra khoe thôi, chứ không có gì cả. Khoe cho nhiều, nhưng mà nợ thì chắc chồng. Quý vị thấy không? Cũng tự mình mà bởi vì cũng là cái ngã chấp này đây. Quý vị thấy chưa? Sư phụ có mấy người bạn đồng tu Việt Kiều kìa. Trời ơi, ở Mỹ anh ta nghèo sắc sơ, đi làm gần chết, gọi là xài thẻ tại nhà băng đó, mà xài không có tiền. Xài tiền nhà băng của người, xài tiền của người ta mỗi tháng phải trả gần chết. Thấy chưa? Rồi nợ cho một đống vậy đó. Mà đi về Việt Nam rồi nghe ngủ sư phụ đi về Việt Nam, sư phụ cũng đi. Rồi xong rồi kêu bằng về rồi quý vị không biết, thờ anh chứng diện quá trời quá đất. Đồng hồ thì đeo cho một cái mấy ngàn đô. Kêu bằng ấy, dây chuyền thì đeo cho một cọng nó bự bằng ngón tay. Quý vị thấy không? Quần áo thì mặc ôi xe xua lắm. Sư phụ hỏi: "Ôi trời ơi, sao nhà ngươi diện dữ gì, người mua đồ dữ gì?" Nợ đã luôn rồi. Kẻ nói thì phải làm cho ra rẻ, ra gì? Ra cái vẻ của người Việt Kiều một chút. Sư phụ nói: "Mày làm chi cho mày khổ nạn vậy? Mình sao thì gan vậy đi. Thấy không? Mà còn ngồi nữa chứ, còn ngồi thiền kiểu này nữa chứ nào. Còn chê mấy người kia ngồi khum lưng, ngồi ngủ. Tao phải ngồi kiểu này nè." Sư phụ nói: "Lúc mà nhà ngươi ngồi như vậy đó, cái tâm nhà ngươi làm sao?" "Ôi là trời ơi, nó đánh trống thổi kèn ở trong á." Sư phụ nói: "Làm sao nữa?" Nói: "Ôi trời ơi, nó nghĩ lung tung hết trơn, nó nghĩ ít bữa đi về Mỹ phải làm trả nợ gần chết mày ơi." Nói vậy đó. Rồi sư phụ nói: Vậy mày chê, hồi nãy tôi thấy mày chê người kia chứ gì? Thì làm đại cho nó ra cái vẻ là mình tu chứ, ngồi thẳng lưng lên như chú thấy con khỉ gì đâu. Quý vị thấy chưa? Bởi vì cái đầu này đấy, nó vẽ rồng vẽ rắn mà ra. Quý vị thấy chưa? Rồi nó vẽ ra rồi, cái kiểu phải tu như vậy mới đúng, tu như kia mới là không đúng, phải ngồi như vậy mới thật là trang nghiêm, là một người tu hành. Rồi bắt đầu nó sẽ nói ra tất cả. Hiểu chưa? Nhưng mà bây giờ mình có che giấu mọi người đi nữa, cái lương tâm của mình không bao giờ mình che được. Quý vị hiểu chưa? Mình luôn luôn lúc nào mình cũng thấy mình cá, nhưng mà những người đó họ tự che giấu. Quý vị thấy chưa? Trên con người thế gian chúng ta cũng giống như vậy đó. Thấy không? Gọi là gì? Tự che giấu bản thân của họ. "Ôi tôi gì là đủ lắm rồi. Tôi không cần phải tu đâu. Tôi gì là sống thoải mái rồi." Họ tự che giấu họ thôi. Luôn luôn lúc nào họ cũng khổ cả. Thấy chưa? Luôn lúc nào họ cũng gọi là mang cái nỗi khổ trong bên trong của họ. Cái đó mới là khó. Còn cái người mà khổ bên ngoài á, nó dễ độ hơn. Khổ tất cả những cái ngôn ngữ điều gì đó họ nói ra, họ cầu, họ xin thì còn dễ. Còn người mà tự vẽ mình ra là một bức tượng đó, tự mình cho mình là một cái hình tượng của mình đó, người đó khổ lắm. Giống người mà mình nhập ma đó. Ở trời, người nhập ma dễ trị lắm. Người mà gọi là bị ma nhập đó, búng ngón tay rồi liếc cái một thôi là ma nó quảng hồn, nó chạy mất tiêu rồi. Bởi vì hay chưa? Còn cái người mà tự mình nhập vô ma đó, nó mới khó ra. Bởi hay chưa? Tự mình nhập vô ma mới là chết. Sư phụ kêu rằng là biết những cái trường hợp này, bởi vì cái ngã chấp nó kinh khủng lắm. Phải không? Tự mình che giấu lỗi lầm, tự mình gì gọi là cho mình là người như vậy như kia, nó mới khổ, chỉ là cái vẻ bên ngoài thôi. Cho nên quý vị tu hành phải biết khiêm nhường và khiêm nhược. Hôm nay sư phụ giảng cho quý vị nghe bài học gọi là khiêm nhường, tự thú với mình, tự sám hối với lòng mình. Tất cả điều gì đều hướng vào bên trong mình cả. Tự nhắc nhở mình thiền định là mình tự nhắc nhở mình đó. Mình thiền định, tự mình hướng vào bên trong mình nhắc nhở mình, không cần ai nhắc cả. Thấy chưa? Mình làm điều gì đó là tự bên trong mình. Giống như cái gì? Người Việt Nam mình có câu là gì đó? Câu nhân gian là một người làm bất cứ điều gì sai trái, trên vai mình hay có cái gì đó? Tự thần không?
có thần linh trên vai mình đó, thấy vậy không? À, có thần linh trên vai mình để ghi chép tất cả những điều gì mình làm sai. Tuy rằng mình che giấu, tuy rằng mình nói mình không có cái gì hả, mình che giấu những cái việc mình làm, thậm chí mình hại ai mà mình không biết những cái lỗi lầm này, phải hiểu chưa? Rồi mình vu khống cho người ta mà mình không có tự mình biết những cái điều này. Bởi vì hiểu sư phụ đó, nhưng mình biết nhưng mà mình cũng vẫn làm. Cho nên Việt Nam mình có câu nhân gian mà mình làm bất cứ điều gì có hai vai mình ghi chép xuống, tử thần ghi chép xuống, cũng giống như vậy đó. Thấy không? Cho nên nhiều người họ sống trên nhân gian này, chúng sanh sống trên nhân gian này ai cũng đều bị mù cả, cứ làm mà không biết được cái hậu quả của nó. Cho nên mình tu hành thì quý vị tu hành, quý vị truyền tâm mắng, quý vị tu hành để nhìn lại cái bên trong của mình, nhìn lại sự sáng suốt bên trong của mình, gọi là chấp nhận những cái gì mà của mình, rồi đem nó ra mà luyện bỏ, đem nó ra mà gì, đốt bỏ, chứ đừng có che giấu nó, đừng có gọi là tự hào với nó, và đừng có gì nghĩ rằng là mình sẽ tốt như vậy như kia. Mình mang một đống những cái nghiệp chướng này thì mình phải tự mình phải coi kiểm soát đó. Quý vị hiểu chưa? Cho mình thiền định, bất cứ mình thiền cách gì đi nữa, mình tự biết mình. Quý vị hiểu ha? Cho mình thiền là vậy. Có nhiều người họ thiền, quý vị nói hiểu rồi, sư phụ mới nói đó, họ cũng cỡ đó mà thôi. Bởi vì ta từng là một người bị bệnh thiền. Quý vị không biết, sư phụ đi khắp nơi rồi đời thiền thiền, quý vị thấy rồi, trong cái cuốn gọi là Nhật ký thiền đó. Quý vị thấy chưa? Ôi trời ơi, đi đâu cũng sư phụ cũng thiền cả. Thiền gọi là lúc nào cũng thiền, thiền thiền thiền, ngồi yên lắm, không nhúc nhích cả, nhưng mà trong lòng, trong tâm bao nhiêu sự rắc rối phiền não gì, nhớ nhung tình yêu, rồi đau khổ đắn đo về tình, rồi bắt đầu lúc ở chung với người yêu rồi kêu và tu hành không có được bao nhiêu, rồi cương quyết mà bước áo ra đi, rồi bắt đầu nhớ nhung, rồi trong lòng đau khổ, ở khi cắn môi bẻ tai. Nhưng mà lúc người ta đến ở kia mà còn cười nữa chứ. Người ta đến rồi làm bộ mình cười, giống như mình vui lắm vậy đó. Ê, che giấu mà. Cho nên người nào mà che giấu là tự nhiên sư phụ biết liền. Sư phụ nó ngồi kiểu kiểu này nè, mà sư phụ nhìn cái mày cũng giống như tao thôi, con lợn mày chế con heo thôi. Quý vị hiểu sư phụ nói không? Tại vậy đó, nhìn là biết liền, có là trong nghề mà. Sư phụ nói đó, trong nghề mà. Cho nên lần gì tự mình che giấu là mình phải như vậy như kia. Cho nên quý vị phải nhớ những cái bài học này. Hôm nay sư phụ tự thú đem kinh nghiệm, kinh điển của kinh nghiệm bản thân mình đó, thấy không? Đem cái chân lý gọi là tự mình gọi là có được đó, nghe không? À, cho nên để gì? Để chia sẻ với quý vị rằng là mình tất cả điều gì mình nhìn vào bên trong của mình, nhìn vào cái tánh thật của mình đó, nhìn vào cái chân như bên trong của mình, dùng trí huệ mình quan sát cho mình, quan sát cho mình, không cần quan sát cho ai cả, mà luôn luôn quan sát cho mình. Đừng nhìn cái vẻ ở bên ngoài nó như thế nào đó là quý vị sẽ chết. Quý vị hiểu không? Một ngày nào đó quý vị sẽ bể hình tượng. À, nhìn cái vẻ của mình thôi mình sẽ chết, không phải nhìn người khác, nhìn mình thôi. Còn bắt đầu thấy cái người nào đó họ cũng cái kiểu này nè, à, bắt đầu mình cũng thấy wow, họ cũng tu tốt, bắt đầu mình làm bạn với người đó mà không biết rằng là phiền não một đống. Bởi vì sư phụ có nhiều người bạn kiểu này lắm, cùng tu với nhau mà trời đến nó trời, à, tao thấy mày thiền quá sức ha. Sư phụ cũng cười. Tại đâu dám nói đâu, trong lòng của mình toàn là yêu đương một đống, vừa yêu đương mà vừa nhớ nhung cô nàng Ấn Độ xa cách người yêu, mà tự mình gọi là thiền xong rồi buông ra rồi có là hai hàng nước mắt nó cứ rơi. Còn bây giờ phải làm sao? Nhưng bây giờ cái tim con người mà
làm sao mà tránh được? Làm sao đâu phải là 1-2 năm mà mình dứt, mình vứt ra liền được đâu. Thí dụ như hai người mà chia tay nhau bằng sự gọi là gì, tranh cãi nhau hay là xích mích nhau hay là không bằng lòng với nhau đó thì còn được. Hay là người kia có một khuyết điểm gì mà làm cho mình bực mình, hay là người kia có một vấn đề gì đó thì mình còn an ủi với mình nói thôi người kia không xứng đáng với mình, hay là mình có điều gì sai đó, mình nói mình không xứng đáng với người đó, mình bỏ ra đi thì còn đỡ. Là lúc mình lấy cái đó đi làm một cái gì? Excuse. Lý do biện luận cho mình để trấn an cái tâm của mình là còn để tu á. Còn cái này tất cả đều là hạnh phúc. Tất cả đều là một niềm vui. Gọi là hai người thương yêu nhau rồi bao nhiêu việc đều đến, gọi là luôn cả cha mẹ, gọi là luôn cả dòng cả họ, ai cũng đều ủng hộ mà thương mình, coi mình như là một hoàng tử vậy đó. Một tình yêu đẹp mà gọi là coi mình như hoàng tử vậy, rồi kêu bằng là luôn luôn lúc nào cũng là thương yêu mình, gọi là nâng niu, chỉ là vuốt thôi đó, chưa ai mà một đánh đập mình hết trơn, chỉ là vuốt ve rồi kêu bằng là có tất cả cho mình, nó muốn cái gì cũng được hết trơn. Nhưng vậy mà sư phụ cũng gắng gọi là tranh đấu để bỏ ra đi, mà ra đi rồi không có một lý do gì ở bên trong mà để mà cảnh tỉnh cho mình cả, là an ủi lại cho mình, để trấn an cho mình, để mình thiền gọi là tốt hơn nữa. Bởi vì không có cái gì gọi là nó cháy hết, gọi làm sao quý vị, sư phụ cũng tìm nhiều chỗ cháy lắm mà không có. Để mình cảnh tỉnh mình, để là mình nói an ủi mình thôi, người kia chắc không xứng đáng, hay là mình không xứng đáng, hay là hai đứa gọi là gây gỗ với nhau rồi xích mích nhau, rồi tánh tình cô này như vậy, cô này giống như điệu hạnh, hay là cô này hách hay là gì đó vân vân, coi thường mình. Nhưng mà không có, vô cùng hiền mà gọi là khiêm nhường mà tôn trọng, rồi tất cả điều gì cũng không có đem được cái gì cho sư phụ, gọi là thấy từ sư phụ thấy mà sai hết. Như vậy làm sao mình tu đây? Cho nên sư phụ luôn lúc nào cũng tranh đấu cho mình cả. Cho nên quý vị thấy trong mấy cái tập thơ đó là vậy. Tất cả điều gì sư phụ cũng gì ghi xuống đó. Và những người mà bạn ấy sư phụ cũng tu hành, cũng ngồi thiền như vậy, họ thấy sư phụ bắt đầu họ ngồi kế bên, nói ô thôi, ta thấy những người thiền tốt, ta biết những người nhập định liền. Nhập cái gì mà nhập? Nó nói một câu gọi là gì? Phóng mình lên, nhìn bên ngoài thôi. Mình đang ngồi thiền với nó cũng đang ngồi thiền với mình, đang mình ngồi thiền thì sư phụ ngồi thiền có cái vẻ bên ngoài thôi, ngày xưa kiểu đó. Ngồi yên rồi ngồi phải ngồi để tay như là Phật nữa chứ. Người nghiêng được cho nó đầy đủ rồi. Miệng rồi hé hé răng ra. Chưa nghe không? Cái 2, 3, 4 anh, 4 cô đồ già trẻ gì cũng lại gần ngồi gần sư phụ hết trơn á. Ồ, nói công nhận hay. Con hỉ nữa chứ, tào má. Rồi xong cái lại bắt đầu cái lại nói chuyện sư phụ nói: "Wow, bữa thấy hồi nãy tôi thiền với anh, tôi thấy anh nhập định vô cùng sâu. Hỉnh hào là. Nghĩa là rất tốt đúng không? Ứ nước mắt ở trong á. Nhập định cái gì đâu, 5 câu niệm không nổi nữa. Mà anh đâu biết gì bên trong mình đâu, anh đâu thấy cái gì bên trong mình đâu. Trời, tôi thấy ông nhập định vô cùng sâu. Sư phụ gọi là gì? Nhìn bà này ông kia xong rồi sư phụ lắc đầu. Mà còn gì? Còn kéo làm nguyên một cái nhóm nữa chứ. Mấy cái nhóm à, đúng rồi, anh phải ngồi thiền bên đây nè. Trời ơi, ngồi thiền những cái nhóm bên kia hả, nó ngủ không à, cái mặt nó đen thui à. Thế cho nó truyền nghiệp chướng cho mình á. Sư phụ ngồi lắc đầu, sư phụ nói trời ơi, Diễm ơi, nhà ngươi chết với tao rồi. Tao có một đống phiền não trong lòng. Tao có một đống nghiệp chướng trong bên trong của tao đây nè.
kêu bằng là đang nhớ người yêu rồi thấm thiết rồi lãng mạn rồi tao mỗi đêm tao đều khóc nhưng mà nhớ tao muốn gào mà hét lên đây nè, mà mày nói tao nhập định, tao nhập cái chỗ nào, tao nhập tâm yêu thì có. Quý vị thấy chưa? Tại vì nhìn ở bên ngoài không, không bao nhìn bao giờ nhìn bên trong. Mà người được gọi là Bắc Thối Bồ Tát đó mà cũng vẫn vậy đó. Được xưng là Bắc Thối Bồ Tát mà nhìn toàn là bên ngoài mà thôi. Quý vị hiểu sư phụ nói không? Cho nên mình tu hành mình phải nhìn vào bên trong, đừng nhìn vào cái ván dấp của người bên ngoài như vậy như kia, rồi họ mình sẽ tự mình sẽ gì? Sẽ tự gạt gẫm cho mình đó. Người ta sẽ biết. Ê chứ, người ta sẽ biết là như thế nào và lương tâm của mình sẽ biết một ngày nào họ sẽ biết được. Cho nên quý vị thấy những cái tập thơ của sư phụ không đắn đo đầy giấy. Ê chứ, tại vì cũng từ trong tâm của quý vị thôi đó. Bởi vì tâm con người nó là như vậy đó. Chúng sanh nó là như vậy. Cho nên sư phụ tự thú. Đó là cái vẻ của ngày xưa tu giống như quý vị thôi. Cho nên mình tu hành, mình luôn luôn lúc nào cũng nhìn vào mình, nhìn vào bên trong của mình. Mình ngồi bằng cách gì mà kệ nó. Mình tự sửa mình. Người nào ngồi mặt nào mà kệ họ. Luôn luôn nào mình tự sửa mình, luôn lúc nào cũng tự hướng vào bên trong của mình. Mình thiền, mình cố gắng mình thiền, mình trao dồi, mình cứ sửa và sửa và sửa đi. Bây giờ mình cứ sai 1000 lần mình cũng vẫn sửa nó. Mình sai 1000000 lần mình cũng vẫn sửa nó. Mình có được 1000 lần, 1000 bài học sai và 1000 bài học khác nhau. Cho mình cứ học nó. Quý vị hiểu chưa? Cho nên rằng bây giờ mình có kêu bằng là có cái vẻ như thế nào ở bên ngoài nữa, mình cũng là một cái vỏ mà thôi. Kêu bằng thùng rỗng mà kêu to đó. Có phải vậy không? Cho nên quý vị tu hành luôn luôn nhìn mình, nhìn mình, nhìn vào bên trong của mình đi. Ok, rồi, vậy ha. Wow, nửa tiếng rồi, nửa tiếng rồi. CD Hỡi Thượng Đế Tối Cao, Hỡi Guru Ruma, âm lưu niệm kinh của vị minh sư tại thế và tăng đoàn chánh pháp Hoàng Kim ban tặng cho muôn sinh, chứa chan tình thương của Thượng Đế Tối Cao và công đức tu hành đời đời kiếp kiếp của vị minh sư tại thế ban xuống thế giới Ta Bà trong thế kỷ 21. Đêm khuya đào vắng ta tính thò, ánh trăng vằng vằng giữa trời tròn. Xa lời ru sông nước chốn tiên rồng, quanh ta biển sóng như cuốn trào, anh chẳng hiểu người cũng lệ rơi. Ơi quê ta gần tất cả mà sao như thế ngàn trùng, tiếng sóng xô bờ càng nức nở, lòng ta thương nhớ ai biết chăng.
son. Đất mẹ sinh ta thương nhớ mỗi ngày. Mặn mà chân râm nguyên tiêu vào quê hương tho phía trước mặt. Thằng ta còn đứng trong ngóng về ngó sang bên bờ cắt ruột gà. Hy sinh cuộc sống ta đã tròn, biết ta trở về hỡi biển ơi. Ơi quê ta gần tấn can mà sao như thế ngàn chôn. Tiếng sóng xô bờ càng nức nở, lòng ta thương nhớ ai biết cho. Ơi quê hương đầy mến thương, lời ru chùm cây ngọt ngào, mưa nắng quê ta dịu dàng gió. Đất mẹ sinh ta thương nhớ mỗi ngày. Từ vào ra đi hơn 10 năm, thời gian thấm thoát ở sâu thẳm. Mưa rơi biển vẫn tiếng gió gào, cứa sâu tim ta tình yêu quê hương. Mưa rơi biển vắng tiếng gió gào, cứa sâu tim ta tình yêu.